Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Glam V. Theo như các bạn đọc trên tiêu đề thì một phần nào đó có thể là bạn cũng đã đoán được là video này là sẽ về nội dung gì rồi. Giao sẽ sử dụng tất cả những sản phẩm gần như là mới hết để tạo nên một cái makeup full face như thế này. Và không nói nhiều nữa, mình cứ bắt đầu luôn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ bắt đầu với kem lót cho mặt trước. Và hôm nay mình sẽ sử dụng NYX Angel Veil. Em này thì được so sánh gần như là 85-90% giống với em Hourglass Mineral Veil mình có sử dụng trước đó. Thì em này thì cũng có chức năng là làm mịn da nè, cũng có thể giúp cho lỗ chân lông của bạn nhỏ hơn và giúp cho lớp kem nền của mình lên được nhìn mướt hơn, tuyệt vào da hơn. Da của mình dạo này có nhiều khuyết điểm á, cho nên là cần một cái loại kem nền nó có nhiều độ che phủ và nó giúp cho nhìn cho da mình nó kiểu đều màu hơn á, nó không có bị quá khác biệt giữa phần da và phần cổ, da mặt và phần cổ. Hôm nay thì mình có khá khá sự lựa chọn dành cho kem nền. Sau đây mình có 4 loại. Đầu tiên là em NARS Velvet Matte Skin Tint này. Em này thì mình cũng vừa mới mua hôm NARS Việt Nam khai trương. Cái tiếp theo là một em CC và BB Cream, nhưng mà trong dạng kem ở trong một cái stick như thế này. Đây là một sản phẩm mới của hãng Sang Yen, một hãng drugstore bình dân của Hàn, hãng nội địa của Hàn gửi tặng cho mình trong thời gian gần đây. Tiếp theo nữa, sản phẩm thứ ba là sản phẩm cũng là kem nền của Wet n Wild. Em này thì cũng dạo gần đây rất là nổi tiếng. Em này là Photo Focus Foundation và mình có trong màu, mình mua màu soft beige. Và sản phẩm cuối cùng là sản phẩm cushion của L'Oreal Paris. Và em này thì cũng vừa mới ra mắt cách đây khoảng tầm 3-4 tháng gì đó. Mình cũng có nghe nói là em CC Cream và BB Cream Stick này nó cũng có tác dụng là làm đều màu da và cũng có tác dụng như là một cái lớp kem lót nữa giúp lớp nền á ở trên nó được đều màu hơn và đi lên nhìn mướt hơn. Cho nên bây giờ mình sẽ thử em này làm xem như là có độ che phủ nhiều không nha. Kem lên mặt thì không mướt. Cái CB stick này nó có một đầu nữa là cái đầu cọ như thế này, nhưng mà mình không thích lắm tại vì mình thấy nó kiểu cứng quá, làm như vậy nó dễ bị tổn thương da. Nên bây giờ mình sẽ sử dụng em Beauty Blender. Đây là một trong em Beauty Blender mới mà mình vừa mới mua. Thì em này là trong phiên bản màu đỏ. Trời ơi, cái cảm giác mà sử dụng Beauty Blender mới nó thích gì đâu. Thì nó cũng khác gì cái kiểu chết được xài đồ mới. CB stick này nó giúp cho da mình nó có một cái độ glow qua tới phần kem nền. Để xem tới kem nền thì hôm nay trong ba loại còn lại là em NARS nè, em Wet n Wild Photo Focus nè và em L'Oreal Cushion, thì mình thấy là có vẻ như là mình sẽ kiểu như mình cần cái một em dạng nước như thế này hơn, tại vì mình nghe là em này có độ che phủ khá là cao, từ cũng từ medium tới medium full, cho nên hôm nay mình sẽ xem là em này có làm được đồ điều kỳ diệu đó không nha. Mình chắc chắn là mình sẽ cũng phải cần dùng đến concealer các em che khuyết điểm sau đó, nhưng mà để xem là em này có giúp mình che phủ được gần như là 80% những cái vết thâm ở trên mặt hay không. Okay, qua một lớp photo focus thì mình thấy da của mình nó kiểu semi matte, không quá lì cũng
không có quá glowy, không có bắt sáng nhiều. Nhưng mà em ấy thì có cái công dụng cũng khá là ok. Nó cũng làm đều màu da của mình gần như là 70%. Không quá cao, mình vẫn thấy được những cái vết thâm mụn như thế này ở trên mặt mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi thêm một lớp nữa thì có vẻ như là sẽ quá dày. Cho nên bây giờ mình sẽ sử dụng tới concealer đi. Hai em concealer mới. Một em là Super Stay Better Skin của Maybelline. Em này, em thứ hai là của tên là Lasting Perfection của hãng Collection. Mình sẽ sử dụng hai em này, nhưng mà không biết là cái kiểu dạng nước như thế này thì nó có che phủ được nhiều không nữa, nên mình sẽ mix hai em với nhau đi. Một trong những tips mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là, ví dụ như các bạn không có một cái kem che khuyết điểm mà dạng kem đặc mà dùng để che phủ mụn á, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái dạng che khuyết điểm mà dạng nước như thế này. Khi các bạn apply lên trên mặt á, các bạn chờ một chút xíu, khoảng tầm từ 10-15 giây, khoảng lâu một chút xíu nữa, khoảng từ 15 giây tới 20 giây mình mới bắt đầu blend sản phẩm ra, thì nó sẽ có độ che phủ, làm cho mình có cái độ che phủ cao hơn. Tại vì khi đó một phần kem che khuyết điểm ở bên dưới nó giống như là nó đã bám vào da rồi. Thì khi bạn chờ một khoảng thời gian thì cái mà bạn blend á là cái phần kem che khuyết điểm nằm ở bên trên thôi, thì nó giúp cho kiểu như là cái kem che khuyết điểm nó bám vào da và nó cái công dụng che phủ của nó được tăng cao hơn. Bước tiếp theo là thường là những cái mình sẽ sử dụng những phấn phủ nè hoặc là phấn nén để set phần kem nền lại. Nhưng mà vì hôm nay má hồng của mình là dạng má hồng dạng nước, dạng trong một cái cushion như thế này, cho nên là mình sẽ đánh blush trước, xong đó mình sẽ đánh phấn phủ lên. Hôm nay mình sử dụng cushion blush của L'Oreal, màu này là màu Sun Kissed Coral. Cái lúc mà mình swatch màu này ở trong store thì nó kiểu dạng cam cam hồng hồng, kiểu sáng hô á, nhìn rất dễ thương, đúng như cái tên gọi của nó luôn là coral. Màu của sản phẩm này khi mình nhìn bên ngoài rất là dễ thương, kiểu như là nó cũng rất là dễ tán. Tiếp theo mình muốn phủ phấn. Phấn phủ hôm nay mình sử dụng là của RCMA, đây là No Color Powder. Phấn này đã nổi tiếng rồi, mình nghĩ là mình không cần phải nói nhiều về em này nữa. Bây giờ thì mình sẽ lấy thẳng trực tiếp phấn từ trong nắp luôn. Mình sẽ xoay cọ, mình sáp cọ. Cái phấn này nó rất là, kiểu như nó rất là mịn á. Cái độ mịn của nó cũng gần như là em Laura Mercier Translucent Powder. Bây giờ mình sẽ move on qua phấn làm ấm bronzing powder. Mình cũng không phải gọi cái này sao nữa. Kiểu nhìn cái packaging rất là dễ thương nữa. Nắp thì là màu hồng, chữ thì là màu vàng. Và cái tên của sản phẩm này nhắc tới một trong những cái nơi mà mình thích nhất, đó là Honolulu, Hawaii. Thì khi mà mình mở cái sản phẩm này ra, cái phấn của nó nhìn khá là đậm, và cái màu, cái tông nhìn cũng khá giống em Cooler Bronzer của Benefit. Mình sẽ sử dụng một chút xíu ở ngay vùng mũi luôn để định hình lại cái mũi của mình. Thì trong camera giờ đã khác hơn nhiều so với cái lúc đầu mình vừa mới quay phim chưa. Bây giờ thì mình sẽ move on qua gì nhỉ? Cái này đi. Đây là một sản phẩm mới, mới đối với mình, again, mà mình cũng vừa mới mua được từ hãng Innisfree. Đây là Autumn Eyebrow Pencil. Hôm nay thì mình không có muốn là chân mày của mình nhìn quá là định hình, mà chỉ muốn là nhìn nó kiểu tự nhiên thôi, nhưng mà vẫn có shape, vẫn có nhìn nó khá là dày một chút xíu.
để trang điểm mắt ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng kem đắp kiềm cho mắt trước. Cái sản phẩm này mình cũng vừa mới mua thôi, hôm vừa rồi mình đi Thái. Thì đây là một sản phẩm của rất là nổi tiếng của Benefit. Đây là Stay Don't Stray, màu là màu light medium. Và cái sản phẩm này á, thì họ bán là có hai màu, một màu dành cho một màu light medium như thế này, còn một màu nữa thì nó đậm hơn, đậm hơn một chút xíu, như nó hơi ngã nâu nâu con cam sao á, để dành cho những bạn mà có da ngâm hơn chút xíu. Và bản mắt ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là bản Loki của Colourpop. Bản này thì kiểu màu rất là ấm, tông ấm, rất là hợp với mùa hè. Và khi mà mình nhìn vào bản này mình liên tưởng ngay đến bản Modern Renaissance của Anastasia Beverly Hills, ABH. Mình sẽ bắt đầu trước với em màu cam này. Không hiểu sao mình rất ít khi nào đánh mắt màu cam, nhưng mà mỗi lần mà đánh mắt màu cam thì mình thấy kiểu trẻ hơn, tươi trẻ hơn. Và cứ mỗi lần như vậy là mình nghĩ là tại sao hồi đó giờ mình không đánh mắt màu cam, mình không đánh mắt màu cam nhiều hơn. Ok, first impression của mình cho cái màu cam này của Colourpop rất là dễ blend. Nhưng mà khi mà bạn blend nhiều quá thì tự nhiên mình có cảm giác như là nó biến mất vậy. Cho nên là mình phải cứ quay lại nhiều lần lấy màu, xong rồi lại blend vào mắt. Hè rồi, cho nên bây giờ mình sẽ chơi max hè luôn. Thay vì thường là mình sẽ sử dụng một cái màu nhũ cho phần mà bờ mắt chính, thì hôm nay mình sẽ sử dụng màu vàng này. Mình muốn tạo một cái makeup look kiểu như là hoàng hôn gì đó. Thì nó sẽ kiểu từ đỏ ngả ngả cam, xong ngả ngả vàng, rồi từ từ nó biến mất. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử trước nha, tại mình chưa bao giờ mình làm cái kiểu makeup như thế này cả. Màu mắt trông được nhìn nó kiểu sâu hơn á, cho nên mình sẽ sử dụng cái màu đỏ và đồ ở trong này. Và khi sử dụng những màu đậm như vậy á thì mình bạn chỉ nên lấy một ít thôi ở trên cọ thôi, để khi blend bạn cũng dễ blend hơn, dễ tán hơn. Và nếu khi mà bạn cần thêm bạn rất là dễ dàng để lấy thêm màu để add vào. Cho tới giờ thì mình thấy cái màu đỏ này nó không được pigmented lắm, nó lên màu không được chuẩn lắm so với những màu mà bây giờ mình sử dụng. Mình sẽ quay lại màu cam ban đầu lên cái phần mà chuyển giao giữa màu á thì mình sẽ smooth hơn. Gần xong phần màu mắt rồi, mình chỉ cần cho một chút nhũ để bắt sáng ngay phần khóe mắt nữa là ok. Thì mình sẽ sử dụng màu cuối cùng trong bảng ngầu là màu kiểu như nó hơi champagne, hơi ngã ngã vàng. Những nhũ rất dễ thương. Thì mình sẽ sử dụng cái cọ Morphe R43. Cọ này là một cái cọ mới mà mình cũng mới mua. Bây giờ mình sẽ qua phần kẻ mắt nha. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mình rất là
kiểu như là hào hứng để thử trong ngày hôm nay, đó chính là em eyeliner của Heroin Mix. Thì em này á cũng được nhiều bạn nói lắm rồi, kiểu như là nó hơn hẳn em Kat Von D tattoo liner của mình luôn. Như các bạn xem video của mình trước đây á thì cũng biết là mình thích em tattoo liner của Kat Von D như thế nào, với cái độ mà lên màu rất chuẩn, khô rất nhanh và đặc biệt là không lem suốt cả ngày luôn. Đối với em này thì nhiều người cũng nói lắm là hơn cả cái hơn cả em Kat Von D về cái độ giữ màu luôn, không phai không lem hay không gì cả. Bước cuối cùng dành cho mắt thì mình sẽ sử dụng mascara. Đây là cũng là một mascara mới mà mình cũng vừa mới mua chung với em eyeliner luôn. Và hai em này đều cùng hãng Heroin Mix cả. Em này thì có công dụng là vừa làm dày và vừa làm dài cho mi. Nhưng mà cái tính năng tiếp theo của em này mà khiến Giao quyết định mua đó chính là cái tính năng Super Waterproof. Cái loại mascara như thế này mình thấy là cái đầu chạy của nó cũng không quá to, cũng không quá nhỏ, mà mình thấy những cái sợi lông fiber ở đây á, mình khá là sure là nó sẽ làm cho mi rất là dài. Ok, lớp thứ hai cho mắt bên này. Mà mình sử dụng hôm nay đó là em má hồng của Kiko. Em này nếu các bạn có nhớ thì mình có làm riêng một video cho cái dòng này luôn, tại vì các em rất là dễ thương. Ồ, mình lặp mãi mới về á. Và má hồng thì cái má hồng này của Kiko của mình nhớ là nó rất là màu, nó lên cực kỳ nhiều, kiểu cực kỳ pigmented á. Cái lần trước mình lấy quá nhiều xong rồi bỏ một đống lên trên mặt luôn, nhìn hình như hề vậy. Mình chỉ còn highlight và setting spray nữa là xong makeup của ngày hôm nay rồi. Hôm nay thì mình có hai phấn highlight mà cũng là đều là hoàn toàn mới đối với mình. Đây là em highlight siêu bự của Wet n Wild, đây là dòng Mega Glow và cho màu Catwalking. Thì cái em highlight này thì mình có nhớ là bán rất là chạy khi cái lúc mà em nó mới ra, và mình cũng có swatch một chút xíu em này rồi, nhìn cũng rất là dễ thương. Em này thì kiểu có hơi tông hồng hồng á. Còn đối với em Mix Dual Chromatic Illuminating Powder này á, thì em này cũng là một dạng highlight thôi, mà em này thì kiểu highlight trắng nhưng mà có ánh xanh xanh teal là xanh gì ta? xanh lục rất là đẹp, nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái makeup nước ngày hôm nay, tại vì nó rất là kiểu xanh xanh lạnh lạnh á, mà trong khi cái makeup nước ngày hôm nay nó rất là ấm. Thì bây giờ mình sẽ dùng cọ mix hai màu này lại với nhau. Ok, bây giờ move on qua phần môi. Môi thì hôm nay mình có em Wet n Wild. Em này là dòng Mega Lash Liquid Catsuit. Em này cũng rất là nổi tiếng, và đây là một trong những màu bán chạy nhất, là màu Give Me Mocha 925B. Còn một màu nữa là màu sơ màu quang của Ophelia. Màu sơ màu quang thì nó sẽ nhả cam hơn một chút xíu. Còn màu em Mega Lash Liquid Catsuit này nó kiểu hồng, mà kiểu hồng đất đậm á, thì mình thấy có vẻ khá là hợp với cái điểm nhấn nhá ở trên mắt của mình, là cái màu hồng đậm, cái màu đỏ đậm bọt đô này. Bước cuối cùng là setting spray. Setting spray hôm nay mình sử dụng là của Morphe Prep and Set. Đây cũng là một sản phẩm mới trong khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng của Morphe thôi. Và cái em này thì khá là to, nhưng mà dung tích thì cũng không có nhiều lắm, kiểu chỉ có 82ml thôi á. Nhưng mà em là dạng aerosol như thế này, cái dạng xịt liên tục, và nó rất là mịn.
nên khi mà mình xịt lên thì mình có cảm giác nó sẽ phủ đều hơn là những cái loại mà kiểu xịt nhiều lần á. Và em này là có mùi rất là dễ chịu, kiểu mùi hương hoa cỏ khá là dễ thương. Thế là xong make up của ngày hôm nay, mình đã cố gắng sử dụng nhiều nhất có thể những sản phẩm mới mà mình chưa sử dụng bao giờ để tạo nên make up look ngày hôm nay. Mình không biết nữa, nhìn các bạn cũng khá là thích, mặc dù là mắt khá là đậm, môi cũng đậm, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng đi hài hòa với nhau chứ không phải là kiểu clash hoàn toàn. Và mình mong là các bạn thích video ngày hôm nay. Và nếu thích thì đừng quên like và subscribe cho channel của Glammy nha. Mình hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.